Mai Ngô, Cao Bá Hưng đổ bộ rap Việt mùa 2, Dreamastic lên tiếng với tâm thư dài ngoằng. Vượt ngoài dự đoán, ngày thứ hai casting của rap Việt mùa 2 không hề thua kém ngày đầu tiên khi thu hút đông đảo thí sinh cực tiềm năng đến tham gia từ khá sớm. Không chỉ giữ vững phong độ về số lượng thí sinh, mà chất lượng thí sinh đến tham gia casting ngày thứ hai cũng khiến dân tình phải xôn xao vì độ hot. Hàng loạt cái tên đình đám bất ngờ xuất hiện như Lil Wayne, Thuyền trưởng Hotline Trobe, The Night, Shechen đã khiến sức nóng của chương trình càng tăng thêm gấp bội. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh người mẫu, diễn viên Mai Ngô và Cao Bá Hưng quán quân Shin Mai Son tại buổi casting cũng gây chú ý cực lớn. Các thí sinh đã đốt cháy sân khấu ngày casting của rap Việt mùa 2 bằng những màn cười bít siêu chất cùng nguồn năng lượng khổng lồ mà họ mang đến. Dù chỉ là vòng casting tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với việc xuất hiện của nhiều nhân vật cộm cán đã khiến fan càng thêm nóng lòng mong đợi mùa thứ hai của chương trình chính thức khai hỏa. Bên cạnh giám đốc âm nhạc Tuliver, thì Dreamastic và Jotati cũng tham gia vào vòng casting với vai trò giám khảo, là người luôn phải đưa ra những quyết định khó khăn trong suốt các vòng thi của rap Việt mùa 1. Cũng như chứng kiến các tài năng âm nhạc của cả hai mùa, giám khảo Dreamastic đã có những nhận định về thuận lợi và bất lợi mà các thí sinh mùa 2 đang gặp phải. Dreamastic cho biết, các bạn có lợi thế là đã có một năm để theo dõi rap Việt, cũng như biết được những yêu cầu mà chương trình đặt ra. Đó là lợi thế mà bạn có thể chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn về tinh thần, cũng như sự tự tin của mình để đến casting. Riêng điều bất lợi là các bạn phải đạt được sự kỳ vọng của các vị huấn luyện viên, những người mà sau một năm làm rap Việt đã có thêm rất là nhiều kinh nghiệm để lựa chọn. Vì thế sẽ không có chỗ để các bạn mắc quá nhiều sai sót. Việc ngồi ghế nóng chương trình hai mùa cũng đã khiến Justin nâng cao tiêu chí của mình trong việc tuyển chọn thí sinh năm nay. Anh chia sẻ, hình như có vẻ sau khi chứng kiến mùa một nhiều quái vật, nhiều sự bùng nổ như thế, nên tiêu chí của Justin nó nâng cao lên thì phải. Có vẻ là năm nay mình tự đặt cho mình cái ngưỡng cao hơn để chọn thí sinh, vì năm nay có vẻ là đông hơn rất là nhiều so với năm ngoái. Cũng vì sức hút không thể cưỡng nổi, khiến rap Việt mùa 2 cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sáng nay ngày 15 tháng 4, giám khảo Dreamastic bỗng đăng bài post tổng kết về câu chuyện casting về 2 ngày vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình chương trình và các vị ban giám khảo, thì nhiều thí sinh lại bỗng bóc phốt, cho rằng chương trình hẹn lệch giờ rồi báo hết số báo danh, thí sinh Fame 2 được chọn thi lại. Cụ thể, Dreamastic chia sẻ trên trang cá nhân. Câu chuyện casting. Thế là 2 ngày casting ở Sài Gòn đã kết thúc, với hàng ngàn thí sinh tham gia và khoảng vài chục người được lựa chọn. Thực sự đây là lần đầu tiên bọn mình đi casting với lượng người tham dự đông đến khủng khiếp như vậy, trong khi số lượng người được duyệt để lên hình thì vẫn giữ nguyên. Để dễ hình dung, thì năm ngoái bọn mình casting trong Sài Gòn chỉ có mấy trăm người là nhiều. Vì thế để những bạn đi casting hiểu rõ hơn về quá trình casting, mình sẽ giải thích thêm một chút về vấn đề xoay quanh. Tại sao grab được 10 đến 15 giây là đã loại? Số lượng người tham gia quá nhiều, trong khi thời gian casting 2 ngày cho mỗi bạn là rất hạn chế, nên bọn mình sẽ lựa chọn khắt khe hơn và quyết định nhanh hơn năm ngoái rất nhiều. Điều này không phải thiếu tôn trọng công sức của các bạn, mà chỉ đơn giản là để tiết kiệm thời gian và công sức của cả hai. Trong 10 đến 15 giây bạn thể hiện, bọn mình sẽ tạm đủ thông tin để kiểm tra về những kỹ năng rap cơ bản nhất của bạn. Kỹ năng đầu tiên là flow, là khả năng bám beat, cũng như cảm nhận nhạc của các bạn. Hầu hết các bạn đều bị offbeat hoặc dùng flow quá cơ bản, flow đều giống nhau trong 8 câu rap đầu tiên thì bọn mình sẽ không lựa chọn. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng sân khấu, như đã nhắc ở đầu buổi cast, đối với những bạn quá thiếu tự tin, rap cứ chỉ nhìn xuống sàn nhà, rap quá nhỏ không thể nghe thấy lời, rap quá to đến lấn át cả mọi âm thanh thì bọn mình cũng sẽ không lựa chọn. Kỹ năng thứ ba là về mặt nội dung, lyric. Đối với những bạn sử dụng cách gieo vần quá thông dụng, rap Việt, khác biệt, ác liệt các kiểu mà không có sự nổi bật, khác lạ về lời thì bọn mình cũng sẽ không lựa chọn. Có phải ban giám khảo chỉ ưu ái người có fame không? Ngoài Dreamastic ra thì cả anh Tuliver lẫn anh T và ban tổ chức đều không biết đến hầu hết các nghệ sĩ underground. Vì vậy, ngay cả những người có tên tuổi trong giới, bọn mình đều không biết được ai với ai cả. Có nhiều người bị loại rồi lúc sau các bạn nói, mình mới biết đấy là người có tiếng. Không biết thực hư ra sao, nhưng những phản ánh của cộng đồng mạng được khá nhiều người quan tâm. Theo format của mùa trước, sẽ chỉ có khoảng 36 thí sinh được chọn về 4 đội của 4 huấn luyện viên để tiếp tục chặng đường chinh phục ngôi vị quán quân. Nếu so sánh con số đó với dòng người xếp hàng vài km ở trên, chưa kể đây mới là ngày đầu casting, thì có thể thấy tỷ lệ chọi tại rap Việt còn căng hơn cả thi đại học. Theo thông tin hành lang mà chúng tôi có được, thì tỷ lệ qua được vòng casting của rap Việt mùa 2 là không tới 3%. Quả thật là một cuộc chiến sinh tồn đúng đỉnh.